Ngày 8 tháng 9 vừa qua, tại nhà khách văn phòng chính phủ đã diễn ra lễ công bố sao vàng thương hiệu đất Việt 2024. Tại sự kiện, công ty cổ phần đầu tư Winco Group với dòng sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng Nguyên Xuân chất lượng cao đã được vinh danh là top 10 sao vàng thương hiệu đất Việt. Đây là thành quả xứng đáng, minh chứng cho niềm tin yêu mà sản phẩm giành được từ rất nhiều người tiêu dùng trong năm qua. Đối với tôi thì cảm giác rất là tự hào, vinh dự và tự hào vì ngày hôm nay Winco được nhận cái vinh danh sao vàng đất Việt, và đây cũng là một cái sự nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua với Winco Group, đó là mang tới một dòng sản phẩm có giá trị tới người tiêu dùng Việt, có giá trị về sức khỏe, sắc đẹp, cống hiến cho người tiêu dùng Việt. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có rất là nhiều dự định và sẽ cho ra đời những cái dòng sản phẩm liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp và mang tới cho người tiêu dùng Việt những cái giá trị tốt hơn nữa. Winco Group là doanh nghiệp hàng đầu hiện nay về kinh doanh, phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện. Đặc biệt, dòng sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng Nguyên Xuân của Winco Group với thành phần 100% các loại hạt dinh dưỡng được tuyển chọn kỹ càng, trải qua quy trình sản xuất khép kín, hiện đại, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đã và đang nhận được đánh giá tích cực từ rất nhiều người tiêu dùng và chuyên gia trên toàn quốc.